quan vụ ô tô tông nhiều xe máy ở thành phố Vũng Tàu khiến hai người tử vong vào tối ngày 27 tháng 6. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận nữ tài xế có nồng độ cồn ở mức rất cao. Ngày 28 tháng 6, thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Vũng Tàu cho biết, các lần kiểm tra nồng độ cồn đều ghi nhận nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh, 37 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, có nồng độ cồn ở mức cao. Thanh là người điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu vào tối ngày 27 tháng 6 khiến hai người tử vong, 5 người khác bị thương. Theo đó, lần thứ nhất, khi kiểm tra bằng máy thổi, chỉ số nồng độ cồn của Thanh là 0,385mg trên lít khí thở. Lần thứ hai, xét nghiệm máu ghi nhận nồng độ cồn trong máu của người phụ nữ này là 82,3mg trên deciliter, nồng độ cồn qua hơi thở 0,503mg trên 1 lít khí thở. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gửi Cục C08 Bộ Công an, qua làm việc, cơ quan chức năng xác định khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 6, ông HAD, trú tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, là bạn trai của Thanh, lấy xe mô tô chạy đến chung cư trên đường Lê Hồng Phong. Sau đó, ông D lấy xe ô tô 72A-70821, chở Thanh đến quán trên đường Chu Mạnh Trinh để nhậu với đám bạn. Đến khoảng hơn 20 giờ, ông D điều khiển ô tô chở Thanh về chung cư rồi lấy xe máy về nhà. Sau đó Thanh điều khiển ô tô và gây tai nạn liên hoàn. Xe ô tô biển kiểm soát 72A-70821 do ông D đứng tên. Như đã đưa tin, khoảng 21 giờ 10 phút tối 27 tháng 6, ô tô con mang biển kiểm soát 72A-70821 do Thanh điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, hướng ra bãi trước. Trong lúc lưu thông, xe ô tô của Thanh tông vào một nữ nhân viên thu gom rác, khiến người này bị thương. Sau đó ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông vào nhiều xe máy khác. Tiếp đó xe ô tô này chạy thẳng đến vòng xoay giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Lê Quý Đôn và Bà Triệu Lê Lai, tông trúng vào xe máy đang dừng đèn đỏ, làm hai nạn nhân là mẹ con trú tại phường 7, thành phố Vũng Tàu tử vong. Sau những cú va chạm trên, xe ô tô đâm thẳng vào trụ đèn chiếu sáng bên đường thì dừng lại. Tại hiện trường, đầu xe ô tô con bị biến dạng, nhiều xe máy bị hư hỏng bể nát. Ngoài hai nạn nhân tử vong, 5 người khác được đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó hai người bị thương nặng. Công an thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Ngày 27 tháng 5, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô điện tông hàng loạt xe máy. Thông tin ban đầu khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 26 tháng 5, nữ tài xế tên T chạy ô tô điện mang biển số tỉnh Bình Dương đến đường Hoàng Dư Khương hướng về đường Hòa Hưng. Khi ô tô rẽ vào hẻm 133 Hòa Hưng, phường 12 thì bất ngờ tông nhiều xe máy. Có 3 xe máy ngã xuống đường, một số người bị thương được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng quận 10 sau đó đến hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, vừa qua trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, một chiếc xe máy chở hai người lạng lách đánh võng đi trên tuyến đường này. Ngay sau đó, xe của lực lượng quản lý đường cao tốc đã đuổi theo. Tuy nhiên, tại đây đã xảy ra cú va chạm liên hoàn giữa hai ô tô và một xe máy khiến hai người thương vong. Vụ việc xảy ra khiến không ít người đặt ra câu hỏi về trách nhiệm gây ra vụ việc này sẽ thuộc về ai. Để giải đáp thắc mắc này, luật sư Đặng Văn Cường đã có những nhận định pháp lý trong vụ tai nạn vừa qua. Theo đó, ngày 23 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nam thiếu niên điều khiển xe máy chở theo một người khác lạng lách trước ô tô trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Hình ảnh được chia sẻ, đôi nam nữ đi trên xe máy không có biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, liên tục luồn lách từ làn đường khẩn cấp rồi tạt đầu ô tô đang lưu thông trên cao tốc. Theo sau xe máy của hai thiếu niên là ô tô của lực lượng tuần đường, công ty BOT. Khi đang lưu thông ở làn đường sát giải phân cách giữa có tốc độ tối đa 100 km/h, xe máy bất ngờ phanh gấp khiến ô tô khách đâm vào xe máy này và ô tô của lực lượng tuần đường. Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 5 phút cùng ngày tại km 209+300 cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Vào thời điểm trên đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô khách biển số 18F00115 do anh Nguyễn Văn Vinh điều khiển chạy hướng Hà Nội đi Hà Nam với xe tuần tra giao thông biển số 29C55340 do anh Đoàn Văn Kiên sinh năm 1990 quê Thái Bình điều khiển chạy cùng chiều. Cùng với đó là xe máy không gắn biển số do Lang Trung Nguyên sinh năm 2009 quê Nghệ An cầm lái, sau xe chở theo Trần Thị Thảo V quê Nghệ An. Cú va chạm khiến Nguyên bị thương, còn V tử vong ngay tại hiện trường. Ngoài ra, cả 3 phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo như nhiều người sau khi xem đoạn clip quay trên mạng xã hội đánh giá, xe máy liên tục đánh võng tạt đầu xe tuần đường giao thông đang truy đuổi, còn xe khách cũng bám theo để quay clip,
khi xe tuần đường giao thông vượt lên xe máy và ép vào phía lề trái, đúng lúc này xe khách cũng lao tới và va chạm xảy ra. Sau khi xem đoạn clip, dư luận để lại nhiều ý kiến trái chiều khi bàn luận về trách nhiệm của người gây ra tai nạn này. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có những nhận định về vụ tai nạn trên. Luật sư cho biết, theo quy định của pháp luật, vụ tai nạn giao thông gây hậu quả chết người được xác định là hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp tai nạn giao thông, hậu quả nghiêm trọng mà người điều khiển phương tiện gây tai nạn hoặc người tham gia giao thông khác có lỗi dẫn đến vụ tai nạn xảy ra hậu quả nghiêm trọng, người tham gia giao thông trong trường hợp này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, luật sư cũng cho biết thêm, điều đáng chú ý trong vụ việc này, vụ va chạm giữa ba xe, xe gắn máy, xe tuần đường và xe khách khiến một người tử vong, một người thương tích và thiệt hại đến tài sản sẽ được xác định là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong số 3 người điều khiển phương tiện này, người nào có lỗi dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra, người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật quy định đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các loại xe thô sơ đi vào đường cao tốc là vi phạm pháp luật về hành chính. Riêng hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 100. Luật sư Cường phân tích, nếu hành vi là nguyên nhân dẫn đến hậu quả tai nạn giao thông, người điều khiển xe mô tô sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, theo nội dung qua clip cho thấy có dấu hiệu của việc truy đuổi giữa xe tuần đường và hai người đi xe mô tô và có dấu hiệu chèn ép hai người đi xe mô tô, khiến xe tuần đường và xe mô tô va chạm và dừng lại ở giữa phần đường vượt và phần đường xe chạy, khiến vụ tai nạn giao thông xảy ra. Theo quy định, phần đường dành cho xe vượt, làn đường trong cùng bên trái đường cao tốc và phần đường xe chạy, làn đường tiếp giáp với làn đường phía trái là nơi cấm dừng đỗ. Mọi hành vi chủ động dừng đỗ ở vị trí, phần đường, các làn đường này là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc xe tuần đường và xe mô tô va chạm rồi dừng lại ở phần đường xe chạy là có chủ đích hay là sự kiện bất khả kháng. Nếu là có chủ đích do chèn ép, chặn xe, người điều khiển xe tuần đường trong trường hợp này có lỗi gây hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nên có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp tài xế điều khiển xe này, theo vị chuyên gia, qua clip cho thấy rõ ràng người này đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu truy đuổi nên đã bám theo cho một số người trên xe quay clip và không giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước. Vì thế, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tốc độ của chiếc xe khách, làm rõ khoảng cách an toàn của chiếc xe với các xe cùng chiều phía trước. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, người điều khiển xe khách đã không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách với xe phía trước, dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra, người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Còn nếu người điều khiển xe khách này đi đúng tốc độ, đúng làn đường, có giữ khoảng cách an toàn, tuy nhiên do hai xe phía trước dừng đột ngột nên vụ tai nạn giao thông xảy ra. Trong trường hợp này, người điều khiển xe khách sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý, sự việc được xác định là sự kiện bất ngờ. Ông Cường nêu quan điểm thêm, việc xác định tốc độ của chiếc xe khách trước khi xảy ra tai nạn, khả năng quan sát và khả năng điều khiển phương tiện, khoảng cách an toàn giữa xe khách với các xe cùng chiều phía trước trong quá trình tham gia giao thông là những yếu tố quan trọng để xác định người điều khiển chiếc xe này có lỗi hay không, có bị xử lý hình sự hay không. Hiện vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc đang được cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, qua đoạn video, người xem cũng phần nào thấy được sự nguy hiểm của các phương tiện liên quan đến vụ va chạm, chỉ vì hành động của hai bạn trẻ đã kéo theo vụ tai nạn không đáng có và để lại hậu quả đáng tiếc. Việc xe máy đi vào làn đường cao tốc không phải trường hợp đầu tiên. Trước đó, đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra. Vì vậy, khi đi trên đường, mỗi tài xế cần chú ý quan sát kỹ các biển báo giao thông để tránh đi vào các làn đường sai quy định. Đồng thời, tài xế ô tô lái xe trên cao tốc cũng cần đi đúng tốc độ, luôn làm chủ được với tốc độ của mình khi xảy ra những tình huống bất trắc. Đêm Trung thu 29 tháng 9 vừa qua, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Cú tông kinh hoàng giữa hai xe máy trên quốc lộ 2, đoạn qua huyện Bắc Quang, Hà Giang, khiến ba gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên không thể trở về. Ba nạn nhân khác bị thương, người thân họ trắng đêm ở bệnh viện, thấp thỏm lo lắng. Sáng 30 tháng 9, khi vừa hoàn tất thủ tục hậu sự cho cậu con trai, chị Nguyễn Thị Vuông, sinh năm 1989, ở xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, vẫn chưa tin nổi lời chào của con tối qua, lại là lời từ biệt. Vừa tiễn nhóm học sinh và thầy cô đến thăm hỏi, người phụ nữ cố tỏ ra bình tĩnh, sắp xếp công việc giống như cách chị gồng gánh trọng trách trụ cột của gia đình thường ngày. Tối hôm trước, LVT, sinh năm 2009, xếp quần áo đi học vào ba lô, rồi nói với mẹ rằng em ra thị trấn đi chơi Trung thu cùng bạn. Chị Vuông nghẹn ngào kể lại,
Con nói rằng con đi chơi trung thu, con xếp sẵn quần áo và ba lô, mai còn đi học. Vậy mà giờ mãi mãi con không về nữa. Khoảng gần 21 giờ, người phụ nữ nhận tin dữ, ra tới bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang, cũng là lúc nhân viên y tế hướng dẫn cả gia đình vào thẳng nhà xác để nhận dạng nạn nhân. Về chung một nhà với anh La Văn Bình, bố của nạn nhân chưa được bao lâu, chị Vuông nhận tin chồng bị xơ gan, viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa, gần như mất khả năng lao động. Có với nhau ba người con trai, chị một mình gánh vác việc nuôi dạy con cái, chăm chồng cùng người mẹ 75 tuổi. Tất cả trông vào 6 xảo ruộng cùng một số công việc chị làm thuê theo thời vụ. Ngày đưa con trai cả xấu số về, cuốn trong manh chiếu mỏng, đặt giữa sàn nhà. Chị Vuông nói dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng chạy vậy, dùng nốt số tiền ít ỏi tích góp để đặt quan tài và lo tang lễ cho con. Chị kể, thấy hoàn cảnh tôi như thế, hàng xóm và những tổ chức từ thiện, đêm qua cũng đã hỗ trợ mua quan tài và xe đưa con tôi về. Hết hè này, T vào lớp 9. Biết con trong độ tuổi mới lớn, chị Vuông không giao xe máy cho con đi chơi. Chị nghẹn giọng, đêm qua tôi được biết T ngồi trên xe máy chở 3 người, còn không đội mũ bảo hiểm. Nếu tôi quản lý con tốt hơn thì có thể nó đã không chết. Sau mất mát, nhìn vào hai người em trai của T đang học lớp 1 và lớp 3, người phụ nữ nói đã tự nhủ rằng bên cạnh việc mưu sinh, nhất định sẽ theo sát con hơn trong quá trình trưởng thành. Chị cũng mong từ nỗi đau đêm trung thu của mình, những gia đình khác có con trong độ tuổi mới lớn sẽ không lâm vào hoàn cảnh tương tự. Sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vô Điếm cho biết, gia đình nạn nhân LVT thuộc diện cận nghèo vùng 3. Sau khi xảy ra sự việc, các đoàn từ thiện đã hỗ trợ chuyến xe đưa nạn nhân về nhà cùng chi phí đóng quan tài. Thông tin thêm về ba nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn, ông Phạm Mạnh Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang cho biết, trong đêm 29 tháng 9, một nạn nhân bị thương nặng, chấn thương sọ não đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tiếp tục điều trị cho một nạn nhân bị va chạm mạnh dẫn đến dập phổi và một nạn nhân khác bị thương nhẹ, không nguy kịch tới tính mạng. Trước đó khoảng 19 giờ 20 phút ngày 29 tháng 9, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km 60 800 quốc lộ 2, đoạn qua thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Xe máy mang biển số 23D1 đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 23G1. Hai phương tiện đi ngược chiều nhau, cơ quan chức năng chưa xác định được tài xế điều khiển. Báo cáo nhanh từ Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, cú tông mạnh khiến 3 người tử vong. Trong đó, 2 người tử vong tại chỗ là TVP, sinh năm 2000, trú tại Xín Mần, Hà Giang. NVB, sinh năm 2010, trú tại Bắc Quang, Hà Giang. Một người tử vong khi đang cấp cứu là LVT, sinh năm 2009. Ba nạn nhân khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang. Sáng 30 tháng 9, ông Phạm Mạnh Công, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang cho biết, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đang cấp cứu, điều trị 2 bệnh nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng diễn ra vào đêm trước đó. Còn một bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu do bệnh nhân này bị chấn thương vùng đầu. Như vậy, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Hà Giang điều trị, kiểm tra sức khỏe là Sùng Văn S, trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần. Còn lại 2 bệnh nhân bị thương nhẹ nên tiếp tục ở lại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang điều trị, gồm Ma Văn Khánh Hát, sinh năm 2010, trú tại thôn Thia, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Vàng Văn Tê, sinh năm 2004, cùng trú tại thôn Nậm Là, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Ngay khi nhận được tin báo, đại diện lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Quang cùng cấp ủy, chính quyền thị trấn Việt Quang đã kịp thời đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ theo quy định cho các gia đình có người bị nạn trong vụ tai nạn trên, đồng thời chỉ đạo công an huyện Bắc Quang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, các xã bố trí lực lượng giúp các gia đình có người tử vong lo hậu sự. Cũng theo báo cáo từ Văn phòng Quản lý Đường bộ 14, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, bề mặt đường rộng 9 mét, trang bị đầy đủ biển báo, vạch sơn. Tết Trung Thu là dịp đoàn viên, là dịp hội tụ đông đủ các thành viên trong gia đình, quây quần sum vầy bên nhau. Thế nhưng với gia đình chị Vuông lại là một ngày đau đớn tột cùng. Khi chị phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng với sự mất mát sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Hy vọng gia đình chị Vuông sẽ nén đau buồn, sớm ngày ổn định cuộc sống. Sự việc cũng như hồi chuông cảnh báo đối với thế hệ thanh thiếu niên, cần biết tuân thủ luật lệ an toàn giao thông khi điều khiển xe gắn máy. Đặc biệt là các bậc phụ huynh lại càng cần sát sao quản lý và giáo dục con cái nghiêm ngặt hơn để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.